Ngô Phương Lan sinh năm 1987 ở Hà Nội. Bố cô là nhà ngoại giao Ngô Quang Xuân, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, nguyên đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ. Năm 1993, Ngô Phương Lan sang Mỹ vì khi đó bố cô làm đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Cô từng được Tổng thống Mỹ Bill Clinton trao bằng khen vì thành tích học tập cao tại trường tiểu học New York. Đầu năm 2000, cô trở lại Hà Nội học. Năm 2002, cô theo bố mẹ sang Thụy Sĩ sống và học tập. Cô tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Geneva, Thụy Sĩ và đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2007. Năm 2013, Hoa hậu kết hôn với anh Lofs Waitake, lúc đó là một thầy giáo, nhà nghiên cứu văn học và sau đó sinh một bé gái. Đam mê của Hoa hậu hiện tại là lĩnh vực giáo dục với những dự án truyền cảm hứng. Trong đó có dự án MyGu là một trong những dự án truyền cảm hứng mà Hoa hậu tâm đắc bởi cô yêu cái đẹp, đặc biệt là thời trang. Cô là sáng lập viên nhóm kín MyGu trên Facebook, nơi mà với sự tư vấn của các stylist, mọi người chia sẻ những câu chuyện của bản thân để giúp nhau làm đẹp, từ cách ăn mặc đến lối sống lành mạnh. Hoa hậu Ngô Phương Lan là một hoa hậu có trí tuệ, ngoại ngữ tốt và có một vẻ đẹp rất là Á Đông và thân thiện. Nhưng lại cũng là một trong những số ít hoa hậu từ bỏ không làm showbiz và sau khi hết nhiệm kỳ thì thật là khó để mà tìm kiếm một tin tức nào đó về Hoa hậu Ngô Phương Lan trên phương tiện truyền thông. Rất là may là hôm nay chương trình có cuộc gặp gỡ với Hoa hậu Ngô Phương Lan. Thì đầu tiên Hoa hậu có thể cho biết lý do vì sao mà mình lại tham gia cuộc thi. Em cảm ơn chị Trà rất là nhiều, hôm nay được khen sướng quá. Thực ra là từ bé cho đến khi mà học đại học á, là em học ở nước ngoài, cho nên là em cũng rất là ít khi mà nắm được những tin tức về showbiz của Việt Nam. Em cũng không biết về cái những cái cuộc thi hoa hậu. Và em cũng đợt đó thì em chỉ nghĩ một cách rất là đơn giản thôi là đây là một cái cơ hội để mình có thể làm quen được với rất là nhiều bạn bè người Việt, gốc Việt, bởi vì là hồi đó là em ít bạn Việt lắm. Với thứ hai nữa là đấy cũng là một cái cơ hội để em về Việt Nam để thăm gia đình và thăm những người bạn bè. Thì đơn giản như vậy thôi. Và cái danh hiệu Hoa hậu nó đến với em một cách rất là bất ngờ. Và đợt đó thì em cũng không nghĩ ở trong đầu là mình sẽ tham gia showbiz hay là mình sẽ tiếp nối với cả cái danh hiệu, với cả những cái công việc về truyền thông như thế nào. Bởi vì là sau đó là em cũng phải quay trở về Thụy Sĩ để học tiếp đại học. Còn cho đến thời điểm này thì nói chung là em cũng vẫn theo đuổi những cái công việc của mình về ngành nghề là giáo dục. Và gần đây nữa thì là em đang có một cái dự án khởi nghiệp liên quan tới thời trang. Mong muốn là làm sao có thể là giúp được cho tất cả mọi người có thể tìm được những cái lựa chọn thời trang mà cho họ cảm thấy là đẹp, cảm thấy hạnh phúc với cả cái vóc dáng của mình. Chị đã từng gặp nhiều hoa hậu rồi và thường thì họ liên quan đến showbiz và họ quan tâm đến hình ảnh cũng như là quy mô sự kiện mà họ tham gia. Thế nhưng mà qua gặp gỡ với Ngô Phương Lan thì thực sự là chị thấy em rất là thân thiện này, rất là giản dị, và những cái công việc của em làm, nhất là qua những cái khởi nghiệp về thời trang mang lên cho mọi người những cái gu thời trang mới á, thì thực sự là nó cái rất là giản dị nhưng mà rất thiết thực. Thì em có thể chia sẻ rõ hơn về cái vì sao mình làm và mình dự kiến mình sẽ làm tiếp theo như thế nào? Cái mong muốn của em là bởi vì là nhất là qua cái thời Covid ý, thì là rất là nhiều những cái thương hiệu thời trang của Việt Nam bị chịu những cái ảnh hưởng rất là lớn, và có nhiều thương hiệu là cần phải đóng cửa hết tất cả những cái cửa hàng của mình. Thì em mong muốn là tạo lên một cái công cụ để cho những cái thương hiệu mà thực sự là chất lượng có thể vẫn tìm kiếm được những nguồn khách hàng của mình. Và đối với cả một cái người mà tiêu dùng thì em cũng rất là thích đặt những cái đồ của mình online, và không quan trọng là mình đang ở Việt Nam hay là mình đang ở thành phố nào ở trên thế giới, mà mình vẫn có thể là truy cập được và vẫn có thể đặt hàng được những cái
món đồ mà mình thích. Thì đây là cái mong muốn của em là có thể là vừa giúp đỡ cho các thương hiệu mà lại vừa có thể giúp đỡ cho người tiêu dùng. Nguyên nhân là bởi vì là khi mà Covid ý, thì em rất là may mắn là em được ở nhà chăm cho con gái của em bây giờ là mới có 2 tuổi, cho nên là cái thời gian vừa rồi là em gần như là em nghỉ làm và chỉ ở nhà để chăm con thôi. Qua cái giai đoạn mà sinh đẻ, được tăng chức làm mẹ là một cái điều mà nói chung là mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Tuy nhiên thì khi mà mình nhìn thấy cái cơ thể của mình nó thay đổi qua cái giai đoạn đấy thì mình cũng có những cái giây phút mà mình cảm thấy là hơi tự ti và có thể là bỡ ngỡ là không biết là mặc như thế nào cho nó đẹp lên được. Thì đối với cả cái dự án của em cũng một cái phần nữa là kết nối những bạn stylist để làm sao mà có thể giúp đỡ được cho người tiêu dùng tìm ra được những cái trang phục mà phù hợp với cả vóc dáng của họ, để quan trọng là họ cảm thấy đẹp. Bởi vì là cái cơ thể của mình là trời cho, và khi mà mình qua những cái giai đoạn ở trong cuộc sống của mình thì cái cơ thể của mình nó cũng sẽ có những cái sự thay đổi. Cái quan trọng là mình cần phải yêu thương nó, mình cần phải chăm sóc cho nó. Mình không nên luôn luôn suy nghĩ là à tôi sẽ giảm cân hoặc là tôi sẽ tăng cân. Mình luôn luôn suy nghĩ là à ok bây giờ tôi không hạnh phúc với cả cái thân hình hiện tại. Bởi vì là nếu mà nói đến là phụ nữ hay là đàn ông ấy, thì em có thể nói là em nghĩ là 98-99% cả phụ nữ cả đàn ông đều không hạnh phúc với cả cái thân hình của họ tại cái thời điểm bất kỳ. Tại sao mình lại để cho mình rơi vào cái bẫy đó? Tại sao mình không cố gắng là mình tìm những cái cách để mình làm tôn được cho cái dáng của mình, và mình yêu thương được cho cái cơ thể của mình, và mình chăm sóc cho nó? Thì đấy là cái mục tiêu của em. Và cái này là những cái ý tưởng này là cũng nảy sinh trong cái thời điểm Covid và trong cái thời điểm mà em được làm mẹ. Vâng, đấy thưa quý vị, đến hoa hậu mà cũng còn có lúc là lúng túng về cái việc mà hình dáng của mình và mình sẽ phải ăn mặc mix đồ như thế nào. Thì thực ra là chị cũng đã từng trải qua rồi. Và chị cũng đã từng tự ti về cơ thể của mình, xong rồi là trước vào một cửa hàng thì được săn đón. Cái gì cũng được, chị cứ mặc thử đi cũng được. Chị không mua, chị cũng mặc thử cũng được. Và họ rất là thích ngắm nhìn một cô gái đẹp mặc đồ. Nhưng mà đến khi mà có tăng cân thứ thì mới bước vào cửa hàng thôi là người ta đã bảo không có size của chị rồi. Và lúc ấy thực sự là cũng rất là buồn. Thì lúc đó giá như mà được tiếp cận một cái dự án của em thì có lẽ là chị đã giảm bớt được những cái tháng ngày tự ti đó. Và khi được bạn bè add vào một group Facebook là My Gu, mình rất là háo hức vào đó và không ngờ là được gặp Hoa hậu Ngô Phương Lan, một người mà rất ít khi được gặp, mà vào đây thì mình được tương tác với Ngô Phương Lan và được Ngô Phương Lan là hỗ trợ, chưa biết chị Trà là ai nhưng mà sẵn sàng hỗ trợ về style thay đổi, và mình cũng đã rất là happy thay đổi. Và Ngô Phương Lan có thể cho biết rõ hơn về cái cộng đồng mà mình đang xây dựng đó được không? Cái cộng đồng My Gu ở trên Facebook ạ, thì như là chị Trà cũng có nói là đấy là một cái cộng đồng mà em cũng để khép kín, bởi vì là em muốn là tất cả những người mà tham gia ở trong cái cộng đồng đó là họ cảm thấy là thứ nhất là an toàn để họ có thể chia sẻ về những cái hình ảnh của họ hoặc là những cái thông tin về bản thân họ. Bởi vì là thực ra là khi mà mình nói đến thời trang thì nó là một điều nó rất là cá nhân. Mỗi người có thể là một cái phong cách này mình mặc đẹp, nhưng mà những người khác có thể là người ta không phù hợp lắm. Thì bây giờ làm như thế nào để có thể là kết nối với cả những chuyên gia tư vấn và để giúp đỡ cho những thành viên ở trong nhóm có thể tìm ra được những cái trang phục mà hợp với cả vóc dáng của riêng họ. Bởi vì là em nghĩ là cái điều này là thực ra là ở nước ngoài thì là nó khá là phổ biến, nhưng mà có thể là ở Việt Nam cái việc mà mình nhờ những người stylist để tư vấn trong cái quá trình mà mình mua đồ ấy thì nó rất là, nó vẫn là cái điều gì đó nó vẫn rất là xa lạ và có thể là xa xỉ. Em muốn thay đổi cái suy nghĩ đó, bởi vì là thực ra là em nghĩ là nó rất là tiết kiệm khi mà mình có thể mua được 3 cái món đồ, mình đầu tư 3 món đồ mà mình yêu thích và mình mặc liên tục, thay vì là mình mua 10 món đồ mà 75% những cái món đồ đó là mình phải cho đi hoặc là mình trả lại bởi vì là mình không vừa hoặc là mình cảm thấy không đẹp ở trong trong cái
những cái món đồ đó. Thì em nghĩ đây là một cái cách mà mình có thể là giúp đỡ, phục vụ cho cộng đồng, để cho mọi người cảm thấy tự tin hơn, để cho mọi người cảm thấy yêu đời hơn, và để cho mọi người cảm thấy là ok, mình cũng có thể làm được, chứ không phải là bao giờ cũng là tìm tới là những chuyên gia stylist không. Tại vì là các bạn ý sẽ hướng dẫn cho từng người một, để làm sao mà không chỉ là trong một lần mà nhiều lần, là họ có thể là tự chọn lựa những cái món đồ làm sao mà nó phù hợp với cả vóc dáng của họ. Phương Lan vừa nói là cái group đó là group group kín. Thế thì những người tham gia, những người như thế nào được tham gia cái group đó? Ví dụ như là một người chúng ta có thể không quen biết, nhưng qua chương trình này họ lại cũng muốn được tham gia, cũng muốn được làm đẹp, thì liệu có phải có tiêu chí gì để vào group đó không? Thực ra là nói là group khép kín thì bởi vì là bọn em kiểm soát rất là chặt chẽ về cái việc mà những nội dung đưa vào. Em không muốn là nó quá là kiểu chỉ là những người mà đưa những cái quảng cáo hay là những cái tin tức mà không tích cực, hoặc là những người mà có những cái comment mà không tích cực. Đấy thì ai cũng có thể vào được, tức là bọn em sẽ xem xét từng người một, và họ sẽ phải trả lời 3 câu hỏi để mình biết được là họ thực sự là họ quan tâm, chứ không phải là họ vào đấy để họ mong muốn là tìm kiếm những cái cơ hội để quảng cáo hay là gì hết cả. Thì bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào được, miễn sao là họ là những người mà thực sự là mong muốn có những cái đóng góp tích cực cho nhóm. Rất cảm ơn Hoa hậu Ngô Phương Lan về những chia sẻ của chị. Các bạn thấy đấy, Ngô Phương Lan mặc dù cũng có tăng cân và có thay đổi nhiều so với cả lúc đăng quang Hoa hậu. Thế tuy nhiên, về cá nhân tôi đang thấy rằng là Ngô Phương Lan đang đẹp nhất. Đang đẹp nhất lúc này khi mà cô ấy biết rằng cần phải yêu thương cơ thể của mình và cũng sẵn sàng chia sẻ để giúp đỡ mọi người cũng biết yêu thương lấy bản thân và cũng trở nên đẹp. Chương trình của chúng tôi xin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nhịp sống Việt Hàn. Nhịp sống Việt Hàn.